Audio Jungle. Xin chào các bạn, lại là mình Sakura đây. Hôm nay mình sẽ review phim siêu trộm Kaito Kid phiên bản Ấn Độ nhé. Một trong những món báu vật nổi tiếng của thế giới chính là vương miện của nữ hoàng Anh. Món bảo vật này dường như chưa từng có một tên trộm nào dám nghĩ đến. Nhưng một siêu trộm với biệt danh là Kaito Kid Ấn Độ đã ngấp nghé nó từ lâu. Lần này anh ta hóa trang thành nữ hoàng để mượn tạm món đồ này. Đến khi nữ hoàng thật xuất hiện, thì bảo vệ mới ngỡ ngàng ngơ ngác xém bật ngửa. Cảnh vệ hoàng gia leo lên nóc tàu chiến đấu với siêu trộm, nhưng lại bị Kaito Kid bón cho ăn hành lập mặt. Không biết siêu trộm này lợi hại cỡ nào đây, mà dám đi trộm vương miện của nữ hoàng Anh. Mời các bạn cùng Sakura xem review hôm nay nha. Bức tượng này đột nhiên mở mắt, anh ta nhìn chằm chằm vào viên kim cương nặng 3 kg. Viên kim cương được bảo vệ ngày đêm bởi rất nhiều nhân viên bảo vệ, ngay cả một con ruồi cũng không thể lọt qua. Tên người đàn ông là Arian, anh ta là master của thế giới trộm cắp. Anh ta hóa trang mình thành màu trắng để trà trộn vào bức tường. Cuốn sách cầm trên tay là chiếc điện thoại đang chơi game. Tay trái nhẹ nhàng lướt, một chiếc xe robot xuất hiện. Chiếc xe ô tô nhỏ màu đen lặng lẽ di chuyển dọc theo vạch đen. Không ai nhận ra nó vì màu quá giống nhau. Có vẻ mọi việc đang tốt đẹp thì đột nhiên có chuyện. Người đàn ông cao to này tự nhiên đứng ngáng đường. Chiếc xe rất muốn đi xuyên qua ông ta, nhưng có vẻ người bảo vệ này bị nấm chân. Ông ta không ngừng cọ sát bàn chân xuống sàn. Sau mấy lần cố mạo hiểm thì chiếc xe cũng vượt qua. Xe nhanh chóng đi vào vòng trong, sau đó di chuyển dưới kệ đá quý. Rồi nó chuyển sang chế độ leo dốc và men theo đường rãnh rồi trèo lên trên. Nhưng đột nhiên bánh xe lại bị trượt xuống dưới. May mà không bị ai phát hiện ra, cuối cùng thì nó cũng lên tới đỉnh kệ. Anh chàng mỉm người vui mừng, sau đó cánh tay robot được điều khiển ra. Nó căn chuẩn vị trí và lấy viên kim cương xuống. Sau đó anh ta đặt máy chiếu 3D vào tay của bức tượng. Lúc robot lấy viên kim cương ra, thì máy chiếu liền chiếu hình ảnh để lấp vào chỗ trống. Viên kim cương đã vào bên trong, vậy là nó đã được robot đem đi. Nhưng đúng lúc này, máy chiếu bị bảo vệ che mất hình ảnh. Hình ảnh của viên kim cương chiếu lên đầu của bảo vệ. Anh ta lại may mắn khi không ai phát hiện ra. Anh chàng này cải trang thành ông cụ dọn dẹp đang run rẩy. Không may đụng phải một người tên là Ali. Người này đi được vài bước thì thấy có gì đó không ổn. Hội trường sạch sẽ như này thì dọn dẹp đến đây làm gì? Này đứng lại, cảnh sát đây. Anh ấy bắt đầu chậm rãi nâng khẩu súng trong tay lên. Ông cụ giả vờ tai mình không được tốt lắm, rồi lặng lẽ đứng trên nắp cống. Khi anh chàng hỏi ông ta về thẻ ra vào, thì ông ta nhân lúc này liền ấn cái nút. Đôi giày liền chảy ra chất lỏng màu xanh. Anh chàng xem xét cái thẻ một lúc, ở mặt sau có hình một chữ cái. Lúc cảm thấy có điều gì đó không ổn, thì cái nắp cống đã hoàn toàn bị ăn mòn. Ông lão liền biến mất trước cảnh sát. Một tiếng động lớn vang lên, nước bắn tung tóe, anh lướt trên đường phố qua những chiếc ô tô, còn Ali thì đang đuổi theo anh ta trên một chiếc mô tô nhỏ. Anh ta đi vào giữa hai chiếc xe buýt, sau đó dùng hai tay nhảy thẳng lên trên, Ali nổ súng tấn công, anh ta lại nhảy lên rồi nấp đi, sau đó lộn nhào lên phía trước, rồi trèo lên biển quảng cáo. Ali lại đuổi theo anh ta bằng trực thăng, anh ta lại đi xuống hẳn gầm xe để chạy trốn. Lêu lêu đố anh bắt được em, viên cảnh sát bắn súng liên tiếp muốn tiễn vong tên siêu trộm này. Sau đó trà trộn vào đám đông đang diễu hành, vậy là thành công lẩn trốn trong biển người. Kiểu này chắc Ali sớm đổi nghề luôn quá, chứ tội phạm lươn lẹo quá ai mà chịu cho nổi. Rồi anh ta cũng nhắm vào kho báu tiếp theo. Nhưng lần này siêu trộm như anh lại có người giả mạo, mà trên sân bay cũng có một anh chàng cầu thủ không thể lên chuyến bay. Anh ta liền nhường ghế của mình cho cậu nhóc, cố lên cu anh tin tưởng chú sẽ chiến thắng. Người thành công luôn có lối đi riêng mà đúng không? Trong lúc đợi tên siêu trộm ghé thăm, Ali thừa cơ hội dê sờm đồng nghiệp một tí. Ai dè xém xíu nữa thì ăn kẹo đồng mệt nghỉ. Gái cảnh sát đúng là ngọt ngào quá mà. Cuối cùng thì kẻ mạo danh cũng xuất hiện. Xem ra thân thủ của người này cũng không kém cạnh nam chính của chúng ta. Đây là thanh gươm lớn yêu thích nhất của anh ta. Cô gái này đưa tay ra và chạm vào nó, nhưng đã bị anh chàng này chặn lại. Còn bảo cô ấy đeo chiếc kính đa chức năng lên rồi xem. Chiếc kính này có chức năng gì đây? Xung quanh thanh kiếm có một vòng tròn tia laser màu xanh. Chỉ vào chạm vào một cái là chuông cảnh báo sẽ kêu lên inh ỏi. Chỉ trong vòng 30 giây thủ Ali sẽ xuất hiện, mà xung quanh có rất nhiều tia phát dòng điện cao. Chỉ cần di chuyển thanh kiếm thì nó sẽ phát ra dòng điện 100.000 V và sẽ biến ai đó thành heo sữa quay châu Phi. Nhưng dù có như vậy thì cũng không ngăn nổi đam mê của anh chàng Arian này. Anh ta lấy đồng xu ra và búng nó, chuông cảnh báo liền được kích hoạt ngay lập tức. Rất nhiều bảo vệ liền xông vào ngay, cả hai bị bao vây ngay tại chỗ. Anh ấy đếm đến 3 và bảo cô gái đi trước, nhưng khi anh còn chưa bắt đầu đếm thì cô gái đã cầm ngay thanh kiếm và lao đi rồi. Những người bảo vệ trở thành lá chắn và ngã ngay xuống đất. Cô ấy cũng ném một ký hiệu chữ cái xuống, đó chính là ký hiệu độc quyền của anh chàng này. Trong lòng anh ấy có rất nhiều suy nghĩ. Cô gái vừa lên đến mái nhà thì đã bị bảo vệ chặn lại, nhưng đúng lúc này thì Arian cũng xuất hiện. Anh ấy đạp ngay khẩu súng của cảnh sát rơi xuống đất,
bắn ra những sợi dây vào người phụ nữ, sau đó kéo lại và nhảy xuống từ tòa nhà. Viên cảnh sát kịp đến đây thì đã quá muộn, anh chàng đưa cô gái về căn cứ bí mật, nhưng không ngờ là cô gái này lại vô cùng xinh đẹp. Cô ấy tên là Sun Eji, có ai ở đây là fan của cô ấy không nhỉ? Cô ấy muốn hợp tác với ASEAN để lấy của người giàu chia cho người nghèo, duy trì hòa bình và công lý thế giới. ASEAN thì không nhìn xa đến như vậy, chỉ thấy cặp bưởi là muốn xỉu rồi, kiểu này thì ai mà chịu nổi em ơi, em có muốn cùng anh nhóm bếp nướng khoai hồng nè. Ừm, nghe thì cũng có vẻ đúng đó. Thanh kiếm mà cô lấy trộm xem như là lệ phí nhập môn vậy. Thế là ASEAN dùng bóng rổ để tập luyện, giúp cô gái cải thiện sự nhanh nhẹn và sức mạnh. Trong cơn mưa lãng mạn này, hai người liền nảy sinh tình cảm sâu đậm với nhau. Mà cảnh sát bên này sau khi vắt óc suy nghĩ một hồi, cũng nhận ra quy luật trộm cắp của gã siêu trộm này. Thì ra hắn muốn trộm những món bảo vật trên toàn thế giới, tạo thành hình chữ A giống biểu tượng của hắn. Hóa ra tên trộm Kaito Kid làm vì đam mê chứ tiền bạc gì tầm này. Thế là cảnh sát dễ dàng nắm được địa điểm tiếp theo hắn sẽ tấn công, liền sắp xếp bay ra quốc tế để gông cổ hắn về. Hôm đó, anh chàng đưa cô gái đến vách đá, anh ấy bảo cô hãy nhảy từ đây xuống. Vách đá 500m đầy đá lởm chởm, nhảy xuống thì đi gặp tổ tiên luôn sao? Nhưng cô gái không hề do dự, cô dang rộng vòng tay và nhảy xuống luôn. Chẳng mấy chốc mà họ bay màu đến nơi, nhưng đột nhiên sợi dây liền ngừng lại. Hóa ra đây là một bài kiểm tra lòng trung thành của cô ấy. Lần này anh ấy hoàn toàn mất cảnh giác rồi. Chẳng bao lâu sau, anh chàng đưa cô ấy đến buổi triển lãm. Những đồng tiền vàng cổ này là vàng nguyên chất, nếu lấy được chúng thì có thể bán với giá hàng nghìn tỷ. Cô gái nghe thấy có thể kiếm nhiều tiền như vậy, hai mắt liền sáng lên. Lần này xem như mình phát tài thật rồi. Nhưng không ai ngờ, Sun Eji lại là đặc vụ ngầm của cảnh sát. Cô liền nói với anh chàng này về kế hoạch. Còn bất ngờ hơn nữa là cảnh tượng này đã bị ASEAN cải trang làm hề nhìn thấy, bị người yêu thương phản bội. Anh ấy cảm thấy như bị dao cứa vào tim. Ngày hôm sau, anh yêu cầu cô bắn anh bằng khẩu súng này. Anh ấy muốn biết liệu trong tim cô ấy có anh hay không. Quả nhiên là cô gái nước mắt ngấn lệ. Khoảng thời gian này họ đã sớm có tình cảm với nhau rồi. Cô gái quay khẩu súng về phía mình, nhưng không ngờ anh ấy lại không cho đạn vào đó. Thế là cô gái quyết định ở bên cạnh người đàn ông mà cô yêu và trở thành trợ thủ của anh ấy. Lúc này bảo tàng đang tổ chức lễ tham quan báu vật, mở cửa cho mọi người vào tham quan tự do. Cảnh sát cũng phục kích sẵn, chỉ đợi siêu trộm Kaito Kid xuất hiện là úp sọt hắn ta. Chú lùn này đột nhiên ném chiếc túi màu xanh ra ngoài, có rất nhiều con vật chui từ trong đó ra, chúng bò xung quanh trên mặt đất, đám đông sợ hãi la hét và bỏ chạy. Chẳng mấy chốc mà phòng trưng bày liền rơi vào hỗn loạn. Đến khi cảnh sát kịp phản ứng thì đống tiền vàng đã biến mất từ lâu. Bọn họ nhanh chóng chặn tất cả lối ra vào và cũng lục soát những người có mặt ở đây. Anh chàng và cô gái cũng cải trang thành trẻ em rồi trốn thoát từ đây. Cảnh sát trưởng hỏi Ali đã phong tỏa sao vẫn chưa tìm được tay siêu trộm nữa. Thì ra Ali đã cho đám con nít đi về. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Sau đó họ đèo nhau trên chiếc mô tô màu đỏ để chạy trốn. Cảnh sát đuổi theo trên chiếc trực thăng màu vàng. Chẳng mấy chốc mà họ đã bị bắt kịp đến nơi. Anh ấy đi với tốc độ rất nhanh, sau đó phi qua đường hầm, máy bay liền đưa ra ngay hai chiếc mô tô nhỏ. Bọn họ truy đuổi trong đường hầm đầy xe cộ. Anh ấy cố gắng nhưng vẫn chưa cắt đuôi chúng được, bắn súng làm rơi khoan sau của một cái xe tải. Nó đã chặn được đường của những chiếc xe phía sau. Những viên cảnh sát chỉ kịp phanh một cái. May mà tất cả đều an toàn. Anh chàng xoay người và bảo cô gái lái xe, còn mình thì ngồi sau bắn súng pằng pằng. Ali liền thể hiện kỹ năng lái xe của mình để tránh sự tấn công. Đôi giày anh đi còn phát ra tia lửa. Thấy lối ra đã bị chặn bởi một chiếc máy bay, anh ấy liền bắn chiếc xe, sau đó lao thẳng lên thùng xe rồi bay ra ngoài. Cô gái nhân cơ hội này ném ngay một quả lựu đạn xuống, chiếc trực thăng liền nổ tung ngay trong nháy mắt. Hai viên cảnh sát lao xe khỏi biển lửa. ASEAN lái xe đến một cánh đồng, sau đó hai người đi ngược đường nhau để chạy trốn. Cảnh sát truy đuổi gắt gao, bắn bằng bằng sau đít xe, làm cho nam chính chúng ta có chút rén rồi. Anh ấy lao ra khỏi vách đá, rồi mở dù để thoát khỏi sự truy đuổi. Cảnh sát xắn tay áo lên và nhảy xuống dưới. Anh giữ chặt người ASEAN và không chịu buông. Sau khi tiếp đất, họ liền đánh lộn. Ước tính cuộc gây lộn này phải lên đến 300 hiệp, nhưng nó đã bị gián đoạn bởi một tiếng súng. Hóa ra đó là Ali và Sun Eri. ASEAN nghĩ rằng anh đã bị cô gái phản bội. Anh buồn bã và rơi nước mắt. Cô gái đột nhiên rút súng ra, sau đó hướng về phía anh và bằng bằng. Sau khi bị trúng mấy phát, anh ấy liền rơi xuống vực. Thấy anh ấy không có khả năng sống sót, cuối cùng cô gái chỉ biết đứng nhìn theo. Hai viên cảnh sát không làm hại cô gái, mà họ lại quay người và bỏ đi. Chẳng mấy chốc đã nửa năm trôi qua. ASEAN và Sun Eji xuất hiện ở một thị trấn hẻo lánh. Hóa ra tất cả đều là kế hoạch của anh chàng. Anh ấy dùng kế này để có thể thoát thân, sau đó mở một cửa hàng nhỏ ở đây. Nhưng không ai ngờ rằng cảnh sát đã tìm đến đây rồi. ASEAN giờ đã hoàn lương rồi sao? Anh đưa tất cả những đồ đã ăn cắp giao lại cho cảnh sát và cũng đảm bảo sau này sẽ không xuất hiện nữa. Bộ phim đến đây là hết rồi. Siêu trộm Kaito Kid Ấn Độ còn lợi hại hơn phiên bản gốc nữa. Đã vậy còn có cơ bắp sáu múi mờ lem.
nhìn thôi Sakura đã mê anh ấy rồi, xem ra ăn trộm vì đam mê là có thật, chứ tiền bạc gì tầm này đúng không các bạn, đúng là chỉ có trong phim thôi nè, chứ ở ngoài mà làm kiểu đó thì ăn kẹo đồng no luôn, có khi đầu thai mấy lần rồi cũng nên. Rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ Sakura, để kênh có thể phát triển như ngày hôm nay. Nếu thấy hay hãy cho mình một like, cùng với một bình luận cảm nhận về bộ phim này nhé. Đặc biệt là hãy đăng ký kênh để theo dõi những tóm tắt phim mới nhất của mình. Hẹn gặp lại các bạn thân yêu.